chào các bạn, chào mừng các bạn lại quay lại với PR Channel. Có vẻ như là rất là lâu rồi mình mới quay lại một cái video. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang làm những cái video ngắn ngắn thôi. Mình sẽ không làm quá nhiều những cái video dài như ngày xưa nữa. Bởi vì thực ra bây giờ các bạn, cái xu hướng của các bạn là thích những cái video ngắn, chứ không còn muốn xem những cái video rất là dài và đầu tư rất là nhiều chất xám trong đó nữa, đúng không? Có thể là các bạn nghe rất là mệt. Thì bây giờ mình sẽ, mỗi một cái video mình sẽ lên ngắn ngắn thôi, khoảng mấy phút thôi, nhưng mà nó sẽ trả lời một câu hỏi nào đó trong nhiều các cái vấn đề khác nhau ha. Thì hy vọng là các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Nếu như bạn nào đặt lịch khám trực tiếp và online thì có thể vào page Dr. Trang PR Yêu Da Đúng Cách. Mình vẫn tiếp tục khám online cho rất là nhiều bạn trên thế giới luôn. Và mình thấy là công việc đó vẫn giúp đỡ được rất là nhiều bạn, và mình rất là hạnh phúc vì điều đó ha. Ngoài ra thì bây giờ khi đã trở về Việt Nam rồi thì mình đã có những cái buổi khám trực tiếp tại Sài Gòn. Và sắp tới thì mình sẽ cố gắng ra Hà Nội nữa, nên là mình sẽ giúp đỡ được nhiều bạn hơn. Thực ra thì khi mà khám trực tiếp thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, vì mình có thể sử dụng nhiều các cái phương pháp khác nhau ấy, ngoài cái việc bôi. Đương nhiên là nếu như các bạn đã gặp được bác sĩ thì cũng không quá phải lo lắng, vì kiểu gì cũng sẽ thấy kết quả thôi. Kể cả là điều trị mụn. Điều trị mụn thì thực ra online cũng đã là đủ rồi, nhưng mà thường á, mụn không thì ít khi mà các bạn chỉ có mụn không lắm, mà thường sẽ kèm theo những cái tình trạng khác, ví dụ sẹo mụn đúng không, hay đỏ sau mụn đúng không, là những cái mà nó rất là khó để điều trị bằng thuốc bôi. Thì lúc đấy mình cần phải can thiệp thêm ở những phương pháp mà trực tiếp bác sĩ sẽ làm cho các bạn ha. Còn với nám á, cũng vậy thôi. Nám thì khi mà các bạn điều trị online bằng thuốc bôi, thuốc uống cũng tốt, nhưng mà cái hiệu quả đạt được nó sẽ khoảng 50%, 60%, 70% là rất cao luôn á. Tương nhiên là điều trị nám thì chắc chắn là tốn kém rồi, dù các bạn có trực tiếp hay là gián tiếp thì vẫn tốn kém thôi. Và nhưng mà ít nhất là các bạn, nếu mà các bạn có một cái bác sĩ da liễu riêng cho mình ấy, thì ít nhất là các bạn, như mình nói, là đi theo con đường chính đạo đó. Bởi vì việc làm sáng là rất nhiều tà đạo các bạn, rất nhiều tà đạo xung quanh. Và thậm chí là đến chính những người mà học trong ngành y thôi, họ cũng sử dụng mà không hề biết rằng những cái phía sau những cái sản phẩm đó là gì. Làm gì cũng thế, các bạn phải có sự đam mê rất là lớn với nó thì các bạn mới hiểu được rất là rõ, cũng như là nhận định rõ được cái thành phần đó nó có hiệu quả đến đâu, tác dụng nó kéo dài như nào, và những cái side effect sau đó là gì, để các bạn quyết định có lựa chọn cho bệnh nhân hay không, kể cả là nó có nằm trong cái guideline hướng dẫn đi chăng nữa. Dựa trên cái kiến thức thực tế cũng như là những cái gọi là những cái nghiên cứu rất là update. Ôi, tự nhiên mình lại bị lam man liên thiên quá, tâm huyết là nói lâu lâu không nói là nói nhiều đấy các bạn. Rồi, hôm nay sẽ đi vào một cái chủ đề mà chắc là nhiều bạn cũng mong muốn được nghe lắm rồi, thì là bác sĩ chưa làm một cái video nào về nó hết, đó là về nám. À, trước đó thì có video về sạm da rồi đúng không, các cái thành phần cho sạm da rồi, thì hôm nay mình sẽ nói về nám đi. Thì nám là một cái chủ đề nó rộng lắm các bạn, nó rộng quá mức và mình cũng né, không dám nói về nó luôn ấy, bởi vì nó quá là rộng và để đi sâu từng thứ một nó rất là, nghĩa là nó quá với cả các bạn là những người tiêu dùng ấy. Thế nên là thứ nhất á, mình muốn nói với các bạn điều trị nám ấy là các bạn đừng tự điều trị. Các bạn càng mầy mò càng tự điều trị, các bạn càng đi lung tung, càng đi sai thôi. Và các bạn làm sao mà update được như các bác sĩ, đến các bác sĩ còn chưa update nổi nữa là các bạn, đúng không nào? Nên là thứ nhất, nếu muốn điều trị nám thì các bạn đừng tự điều trị. Đây là điều thứ nhất nha. Các bạn hãy nên đi cùng với một người bác sĩ da liễu mà các bạn tin tưởng, nắm tay nhau đi suốt một cái con đường rất là dài ha. Chứ nó không phải là chỉ có vài tháng mà nó là hàng năm. Nó là hàng năm và sau đó còn duy trì rất là lâu sau đó nữa. Như một cái câu nói mà mình nói là các bạn dừng làm đẹp khi các bạn không còn muốn làm đẹp nữa. Thì với điều trị nám cũng thế. Các bạn sẽ phải đi sóng đôi cùng với bác sĩ của mình đến khi các bạn không còn muốn đẹp nữa thì thôi. Vậy thì cái điều thứ nhất mà mình nói đó là nếu muốn điều trị nám các bạn đừng tự điều trị. Các bạn hãy tìm đến với bác sĩ nha. Nói thật là điều trị nám là một điều trị rất khó, không hề dễ. Để các bạn giảm nám dễ là dễ, nhưng sự thực là điều trị nám để duy trì lâu dài, không có tác dụng phụ vân vân, tốt cho cái da của bạn thì các bạn cần đến bác sĩ nha. Thứ hai là các cái nguyên tắc điều trị nám, thì mình sẽ nói sơ qua cái nguyên tắc điều trị nám cho các bạn biết thôi. Không, trước khi nói nguyên tắc mình nói cơ chế nhé. Nhưng thực ra cơ chế của nám nó rất là phức tạp, mà mình sẽ nói ngắn gọn là cơ chế nó có hai cơ chế chính. Thế thì hai cái hiện tượng chính trong cái vấn đề nám đó chính là lão hóa, là mình già đó. Mình già là mình sẽ có nám mà. Nên là mình hay nói là bạn nào mà chăm da tốt,
tốc độ lão hóa chậm hơn thì sẽ bị nám chậm hơn. Bạn nào mà tốc độ hóa lão hóa nhanh hơn, không có chăm sóc gì hết, bầu bí cũng vứt đấy, không thèm chống nắng gì cả, là kiểu gì cũng nám luôn. 90% là các bạn nào, trừ là các bạn có cái gen may mắn là có cái gen không nám thì các bạn không nám rồi, chứ còn đa số là sẽ bị đó. Đấy, thì thứ nhất đó là lão hóa da, thứ hai đó là tình trạng viêm trong mạch ha, inflammation, cái tình trạng viêm mạch xảy ra. Thì cái tình trạng này nó cũng hơi khó để kiểm soát, có rất là nhiều các yếu tố tác động lên cái mạch máu của chúng ta, thì trong đấy có những cái thành phần oxy hóa rồi những cái receptor blah blah blah, cái này nó rất là khó để giải thích cho các bạn, cái này mình sẽ không bỏ qua trong cái video này nha. Thì đó là hai cái nguyên nhân chính, hai cái hiện tượng chính mà xảy ra trong nám. Vậy thì bây giờ theo cái nguyên tắc bây giờ, theo cái nghiên cứu mới bây giờ, thì mình sẽ đi vào sâu vào hai cái nguyên nhân chính đó để mình giải quyết cái tình trạng nám, chứ không phải là như ngày xưa là chúng ta chỉ có đi lấy những cái sắc tố đó ra, đi ngăn chặn không cho sắc tố mới đó sinh ra, đi lột tẩy cái lớp bề ngoài. Bây giờ không còn là như thế nữa các bạn. Thì cái da của chúng ta sẽ được trả lại một cái làn da ok, trắng đó, vẫn trắng, nhưng nó rất yếu, nó rất mong manh các bạn ạ. Thì bây giờ cái nguyên tắc điều trị nám bây giờ nó đã khác rất nhiều rồi. Nó sẽ đi vào việc chống lão hóa các bạn ạ. Với mình nha, với mình thì cái nguyên tắc của mình cũng là một nguyên tắc rất mới, không giống như các cái guideline cũ, các những cái nguyên tắc hay là cái cách nhìn cũ về nám nữa. Bây giờ mình cũng đi vào chống lão hóa nhiều hơn rất là nhiều. Thường á, các bệnh nhân khi mà điều trị nám với mình thì sẽ được chuẩn bị một cái làn da trước, đó là cần một cái làn da, cái nền nó phải vững chắc, nó phải mạnh khỏe, như là mình xây một ngôi nhà thôi, mình cần có một cái móng tốt thì sau đó mình mới làm gì thì làm sau đó được. Để có một cái móng tốt như vậy, mình sẽ có những cái liệu trình làm cho cái da nó khỏe hơn. Thì cái nền da khỏe mạnh của chúng ta thì cần phải làm như nào? Bây giờ có rất là nhiều phương pháp rồi để tăng sinh collagen, mà các bạn sẽ quen dần với cái thuật ngữ là collagen stimulation, tức là kích thích tăng sinh collagen. Thì có là gì nhỉ? Thứ nhất là bôi. Uống thì thực ra ít lắm các bạn nha. Uống trong cái việc tăng sinh collagen là ít lắm, không nhiều ha. Bôi. Bôi thì bôi cái gì? Nhất là phải chống nắng rồi. Vì là càng nhiều nắng thì cái collagen của mình càng đứt gãy và càng thoái hóa rất là nhanh. Thì nhất là phải chống nắng. Thứ hai là các cái chất dưỡng đặc biệt ha. Trong đó có retinoid acid, retinol đó các bạn, là một chất tăng sinh chính, giúp kích thích tăng sinh collagen chính. Nhưng còn những cái thành phần khác, ví dụ vitamin C, vitamin B vân vân, thì nó thêm vào nhưng mà yếu hơn so với retinoid rất là nhiều ha. Thì đó là cái nguyên tắc của việc tăng sinh collagen. Rồi tiếp theo, những cái phương pháp khác sẽ mạnh hơn rất là nhiều và hiệu quả nhanh hơn rất là nhiều. Nhất là tiêm. Như các bạn biết cái thuật ngữ tiêm meso. Meso là một cái phương pháp tiêm chứ không phải là chất tiêm. Thì tiêm meso chỉ đơn giản là tiêm vào cái lớp thượng bì thôi, chứ cũng không có cái gì đặc biệt hết. Quan trọng là bác sĩ sẽ lựa chọn cái thành phần tiêm nào, lựa chọn cái sản phẩm nào, thì đó mới là cái quan trọng đó các bạn. Chứ còn kỹ thuật tiêm nó đơn giản, nó rất là đơn giản, rất là dễ luôn. Tuy nhiên vẫn có một vài cái technique quan trọng khi tiêm meso mà đôi khi các bạn phải nhiều năm trong nghề mới biết được, là có khi có những loại thì tiêm sâu hơn một tí thì mới hiệu quả, có những loại tiêm nông hơn một tí thì hiệu quả, chứ không phải cái nào tiêm cũng giống nhau. Thì tiêm chung các cái thành phần tiêm thì nó cũng đều có hiệu quả rất là tốt cho cái làn da của chúng ta. Nếu bạn nào mà tiêm rồi thì bạn thấy là cái da của mình cũng khỏe, nhưng mà phải đúng chỉ định nha, đúng thành phần thì mới thấy được cái hiệu quả của nó. Rồi gần đây thì có những cái tiêm như exosome cũng giúp cho cái da của mình khỏe rất là nhiều. Rồi tiếp đó là tiêm skin booster. Tiêm skin booster là sẽ tiêm sâu hơn một tí vào phần trung bì, thì cái kích thích collagen cũng rất là tốt. Rồi những cái thành phần mới bây giờ như là tiêm mà có calcium HA, là những cái đây là những cái thuật ngữ nó hơi bị khó hiểu cho các bạn mà không phải là bác sĩ . Thì những cái thành phần mà có thêm kích thích tăng sinh collagen mới bây giờ như là canxi HA này, rồi PCL này, PDO vân vân, dạng lỏng hoặc dạng gel thì cũng giúp tăng sinh collagen rất là tốt. Đó là những cái về vấn đề tiêm. Rồi tiếp theo đó là vấn đề về máy móc, energy device ha. Thì những cái máy móc này cũng giúp tăng sinh rất là nhiều. Ví dụ như là RF, chỉ trong đó có máy Therma. Rồi RF đơn cực bình thường thôi, là một số các cái máy RF đơn cực mà các bạn làm khá là rẻ thì nó cũng có hiệu quả trong tăng sinh nha. Đây là những cái phương pháp rất là tốt. Rồi ngay cả laser, những cái laser toning thôi cũng giúp tăng sinh collagen các bạn ha.
Rồi laser siêu 2, tuy nhiên là với da nám thì ít khi sử dụng laser siêu 2 lắm, vì cái việc tăng sắc tố sau đó nó rất là khó để kiểm soát, nên ít khi mà sử dụng laser siêu 2, mặc dù laser siêu 2 cũng là một trong những laser mà giúp tăng sinh collagen rất là tốt. Rồi, vậy là mình đã đi qua những cái mà nguyên tắc đầu tiên, đó là phải chuẩn bị một cái da khỏe, một cái da đã được trẻ hóa lại thì bằng những cái phương pháp đó như mình nói ha. Mình nói qua một xíu về uống này. Uống thì các bạn biết là có collagen đúng không? Thực ra collagen á, cái collagen nếu như trong cái đồ mà bạn uống chỉ có collagen thôi, hiệu quả không cao, nó giống như bạn ăn thịt ăn cá bình thường thôi. Thì collagen nó khi vào cơ thể nó thành sẽ được cắt ra thành các cái acid amin để hấp thu. Vậy thì những cái chỗ nào của mình thiếu thì nó sẽ đi vào đó. Và đợi để cho cái da nhận biết là da của mình thiếu thì đi vào đó, thì chắc là cái phần trăm mà đi vào da nó cũng rất là ít luôn ấy. Vì trên một cái cơ thể ấy, bao giờ nó cũng có cái gọi là sự thông minh của cơ thể đó các bạn. Cái này hay lắm, đây là một cái rất là hay của cơ thể của chúng ta, là sự thông minh của cơ thể. Ví dụ như một cơ thể mà nó chưa được khỏe mạnh lắm ở một cái bộ phận nào đó, cái collagen khi các bạn uống vào nó thành những cái acid amin và nó được đưa đến cái nơi mà cần nó hơn, được không các bạn? Đó, vậy thì người ta nghiên cứu ra là chắc là cái thành phần mà đến được da của chúng ta thì cái tỷ lệ nó rất là thấp so với cái lượng mà các bạn uống vào đó, nên mình cũng không bị gọi là sao addict, gọi là đam mê quá với việc uống collagen nha các bạn. Thì thay vào đó các bạn uống những cái thành phần chống oxy hóa nó sẽ ok hơn, ví dụ glutathione, vitamin C đó, một số các loại vitamin khác như niacinamide, rồi các cái loại vi chất cũng rất là ok, rất là tốt cho làn da của chúng ta ha. Thì cái này khi mà các bạn điều trị, các bác sĩ sẽ có những cái ưu tiên riêng về những cái thành phần cho những cái bạn mà da lão hóa. Chứ thực ra mình kê collagen rất là ít cho các bạn ấy, vì hiệu quả nó không quá cao. Rồi, tiếp theo là mình nói đến cái gì nhỉ? Đầu tiên là chuẩn bị cho cái làn da thật là khỏe đúng không? Rồi, sau đó sẽ là đến những cái điều trị khi mà các bạn đã bị nám rồi. Nghĩa là các cái sắc tố nó đã được sinh ra, nó đã được lắng đọng, thậm chí là nó còn chui sâu qua cả lớp màng đáy nữa. Thì để cho mà nó giải quyết được cái gọi là hợp tác cùng nhau đấy, để giải quyết được cái sắc tố đó thì mình cũng cần các cái phương pháp khác để kết hợp cùng. Thì đầu tiên là mình nói đến phương pháp laser. Thì thực sự laser là một cái tiến bộ vượt bậc của công nghệ, của khoa học cho các bạn bị nám. Với nám thì mình thấy vai trò của laser là cực kỳ lớn. Laser ấy, cái vai trò chính của nó là làm cho các cái sắc tố mà đã được tạo ra, các bạn tưởng tượng như những hòn đá đó, nó được bắn nhỏ ra, té tua thành những cái viên sỏi. Từ hòn đá nó thành những cái viên sỏi, những cái sắc tố nó thành những viên sỏi. Nhưng nó chưa đi đâu các bạn, laser nó không thể gắt được cái viên sỏi để ra khỏi da của bạn, mà nó chỉ làm cho cái viên đá thành những viên sỏi con thôi. Bây giờ những viên sỏi con nó sẽ giải rác xung quanh cái vùng bị nám đó của bạn ha. Vậy thì bây giờ làm sao để những cái viên đó nó đi? Thì thứ nhất là cái da của mình khỏe đó. Khi cái da của mình khỏe thì những cái tế bào thực bào nó sẽ nhận ra là đây là cái mà mình cần phải dọn dẹp này. Nó sẽ đi đến để nó dọn dẹp, nó bắt những cái viên sỏi đó, rồi nó ăn, nó chuyển hóa dần trong cái tế bào và nó tiêu đi. Các bạn hiểu ý mình không? Đó, nó rất là hay đúng không nào? Đấy là cái vai trò của laser, vai trò chính của laser. Sau đó thì sao nhỉ? Sau đó thì khi mà thực ra nám thì là cái tế bào melanocyte đó, tức là cái tế bào tạo ra sắc tố của chúng ta, nó đã có vấn đề rồi, nó bị hư đó các bạn. Kiểu mà em bé nó giật dậy dỗ không có tốt, bây giờ nó hư rồi, nó hư. Nó cứ thích vòi vĩnh, nó cứ thích đòi hỏi, thì nó sẽ vẫn tiếp tục sản sinh ra các cái sắc tố. Và cái việc sản sinh này nó chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố. Thì trong đó thứ nhất là có ánh nắng, rồi gen, rồi hormone, rồi vân vân, stress, căng thẳng, đại loại là rất nhiều các yếu tố tác động đến cái tế bào melanocyte và làm cho nó tiếp tục sản sinh ra các sắc tố mới. Thế thì bây giờ một bước tiếp theo của chúng ta là làm sao để giảm cái việc sản sinh này lại, làm cho các cái tế bào melanocyte của chúng ta ngoan lên một tí, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Thế thì cái việc mà như ban đầu mình nói là chống lão hóa, tiêm này kia, tăng sinh collagen thì cũng là một phần để giáo dục cho cái melanocyte nó ngoan hơn một tí đó các bạn. Một cái bước tiếp theo nữa để cho nó ngoan, nó không chịu sản, nó không đòi hỏi, nó không sản sinh ra tiếp, thì chúng ta có những cái thuốc bôi, có những cái thuốc bôi để ức chế làm cho melanocyte không sản sinh ra tiếp. Vậy thì đây lại là cái bước cuối cùng chứ không phải là bước đầu tiên mình dùng đâu các bạn. Thì bôi cũng có vô vàn các thành phần, và bây giờ vô vàn thành phần mới, các bác sĩ cần phải update những thành phần mới này để mình có sự lựa chọn thông minh
Tại sao mình gọi là từ thông minh? Bởi vì những cái thành phần cũ nó đã tỏ ra không còn ưu việt nữa, và nó còn để lại cho mình một cái làn da đỏ mỏng rất là khó để điều trị và chăm sóc sau đó nữa. Ví dụ mình kể đến bây giờ, ví dụ như là cysteamine này, ranitidine này, rồi resveratrol này, những cái thành phần rất là mới đúng không nào? Thiamidol, rồi vẫn có những cái thành phần cũ mà an toàn, ví dụ như glycolic acid, retinol, niacinamide. Đó, những cái thành phần mà cả mới cả cũ, nhưng có những cái thành phần cũ mình đã không hoàn toàn không dùng đến nữa. Ví dụ như hydroquinone, mình là một bác sĩ mà không hoàn toàn không dùng hydroquinone cho bệnh nhân nám nè. Thì đó là cái chia sẻ của mình về nám, cơ chế của nám nói chung và cách điều trị của nám. Thì mình có 3 bước như vậy. Và mình nhắc lại là cách điều trị thì thứ nhất đó là phải làm khỏe được cái da của bạn bằng nhiều các phương pháp nè. Thứ hai là làm cho các cái sắc tố được nhỏ ra và tế bào đến để ăn nó đi. Và thứ ba là ức chế, không làm cho tế bào melanocyte không sản sinh ra thêm nữa. Rồi, vậy thì qua cái quá trình đó, khi mà mình giải quyết cái nám ấy, thì nó sẽ có những cái giai đoạn tấn công ban đầu, sau đó là những cái giai đoạn duy trì, thì các bác sĩ sẽ có những cái kỹ năng riêng để giúp bệnh nhân được duy trì được cái hiệu quả đó một cách lâu dài và an toàn. À, rồi, mình sẽ dừng video ở đây nhá, trời ơi. Đó, mình nói là mình làm video ngắn thôi, nhưng mà vẫn không thể ngắn được các bạn. Vào cái đà mà nói rồi khi mình nói cả tiếng không nghỉ cũng được. Nhưng mà thôi, mình sẽ dừng video ở đây nhá. Và hy vọng là các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ bác sĩ nha. Và chúc các bạn có một ngày thật là vui nhá. Các bạn đừng quên like, share và subscribe video này nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.